Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang đến anh chị và các bạn một chiếc xe bền lành Việt dã. Cái khả năng vận hành của chiếc xe nó thì tuyệt vời, đứng đầu trong phân khúc. Cái mức bảo dưỡng của chiếc xe nó cũng sẽ thấp hơn so với những đối thủ trong cùng phân khúc thương hiệu của nhà Đức. Với chiếc Toyota Land Cruiser Prado VX 2.7 2020, em đang cập nhật anh chị và các bạn là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc. Về cơ bản thì dòng Prado này nó sẽ rất có ít sự thay đổi so với những các đối thủ. Về cơ bản ở phần đầu xe thì có đèn điều chỉnh góc chiếu này, rửa đèn pha hay những chi tiết đèn gầm. Tính năng an toàn của chiếc xe thì nó vẫn mang đủ lại cho người dùng sử dụng. Hệ thống cam 360 cũng được trang bị đầy đủ, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Dọc thân xe thì với những phần tay nắm cửa được sơn đen hay là những chi tiết lẹp mạ. Ở phần đuôi xe thì với những cụm đèn hậu được thiết kế chữ C ngược. Bố cục của chiếc xe thì nó cũng rất là gọn gàng. Có nhiều điểm nhấn mang đến cho người dùng những cái trải nghiệm cũng như là yêu thích. Phần cốp của chiếc xe thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn hai chức năng mở cốp, đó là mở chân kính hoặc là anh chị và các bạn có thể kéo ngang. Với phần mở chân kính này thì mình có thể đưa những cái đồ nhẹ, mình có thể là để qua mà không cần phải kéo ngang sang để anh chị và các bạn có thể chứa đồ. Keo chỉ đinh tán ốc ác của chiếc xe thì em đảm bảo cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Xe không bị đâm va, không bị ngập nước. Có hỗ trợ sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu anh chị nhé. Những anh chị và các bạn mà không có kinh nghiệm xem xe thì em có lời khuyên cho anh chị và các bạn, mình hãy mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba để mình có thể check lại, kiểm tra, đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn, tránh được những cái rủi ro không mong muốn như là xe tai nạn, ngập nước, mang đến cái sự an tâm hơn trong quá trình sử dụng sau này. Với hàng ghế thứ 3 của chiếc xe nó có chức năng gập điện và mở điện. So với những cái phiên bản cũ trước đây thì từ đầu năm 2017 trở về trước thì nó sẽ không có chức năng này, và cuối năm 2017 trở lại đây thì nó sẽ có chức năng gập điện anh chị ạ. Form dáng của dòng xe Prado thì nó có ít sự thay đổi về kiểu dáng cũng như là tiện nghi, luôn giữ được cái mức giá bán tốt nhất trên thị trường. Đây là những cái chi tiết về không gian khoang cốp chứa đồ của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể tham khảo qua, từ những cái phần lỉ lót đằng sau ghế này hay những tấm lót của chiếc xe nó vẫn còn giữ được độ đẹp. Sơn xi ngoại thất của chiếc xe thì cũng có chỗ phải sơn tỉa lại rồi anh chị ạ. Di chuyển thì không thể tránh được xước sát. Mà nó chỉ đảm bảo cho anh chị và các bạn về khung gầm, động cơ, hộp số, máy móc là trên văn bản không bị đâm va, không bị ngập nước anh chị ạ. Địa chỉ lái thử xe thì anh chị bạn có thể qua giúp em số 562 Nguyễn Văn Cư, Long Biên, Hà Nội, Việt Tuấn Auto để mình có thể trải nghiệm thực tế anh chị ạ. Cánh cửa thì nó với những cái chi tiết bọc da và tay nắm cửa to bản, rồi là phím lên xuống kính, ghế ngồi của chiếc xe với hệ thống ghế da màu kem đục lỗ thông hơi, mang lại cái sự thoải mái cho người ngồi nhờ chất liệu da cao cấp. Cũng như cái hệ thống ghế da màu kem thì nó sẽ giúp cho cái không gian bên trong cảm giác nó sẽ rộng rãi hơn. Có những cái phần cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba trên nóc trần. Chính giữa trung tâm thì sẽ có phím điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho anh chị và các bạn điều chỉnh cái nhiệt độ sao cho nó phù hợp cho người ngồi phía sau. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì em sẽ mời anh chị và các bạn ngắm qua về phần cánh cửa đầu tiên. Đây là những cái chi tiết về keo chỉ, rồi những phần đinh tán hay là những cái phần hệ thống táp ly, phím bấm chức năng lên xuống kính, rồi chỉnh gương thì nó sẽ nằm ở bên trong này anh chị ạ. Nó rất là khác biệt so với một số dòng xe là nó sẽ để ở trên phần cánh cửa. Hệ thống loa của chiếc xe cũng được trang bị đầy đủ ở trên 4 cánh cửa anh chị ạ. Bậc lên xuống thì đã có ốp bảo vệ chống xước đầy đủ rồi. Ghế ngồi chỉnh điện. Hơi đáng tiếc chút là trên những dòng xe này nó sẽ không được trang bị cho anh chị và các bạn hệ thống nhớ ghế. Tem mác cũng như là cột kèo của chiếc xe thì nó đều giữ được độ hoàn hảo và độ nguyên bản cao, không có hiện tượng bị gò hàn hay là tem bị mất hết gì cả. Tất cả thông tin tem nhà sản xuất nó vẫn còn nguyên bản. Chất lượng má ghế lái, ghế phụ của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Một chiếc xe rất là hoàn hảo, đáng để anh chị và các bạn cùng quan tâm. Có bệ tị tay cũng như là hộc lạnh để cho anh chị và các bạn có thể để những cái chai nước mát. Các chế độ làm mát ghế, sấy ghế cũng được trang bị đầy đủ ở trên phiên bản này. Những tính năng rất là thực dụng cơ bản. Không có quá nhiều option nhưng mà nó thiên về cái sự vận hành, độ bền, độ lành của chiếc xe thì được đánh giá cao trong rất nhiều năm qua.
Đây là những cái phần hệ thống vô lăng, củ số của chiếc xe anh chị có thể tham khảo. Tabli với những cái chi tiết bọc da và những phần ốp giả vân gỗ. Tiếp tới đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn đi tham quan về phần máy móc của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể cảm nhận thêm về chất lượng của chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn, nó có hoàn hảo hay không. Anh chị và các bạn có thể nhìn qua những cái chi tiết em quay để mình cùng đánh giá từ những phần như là hệ thống ốc lắp cabo đến những cái phần ốc chân máy, ốc mặt máy, ốc dàn cò hay những phần cổ bô, cổ hút của chiếc xe anh chị có thể nhìn. Tất cả mọi chi tiết tem mác vẫn còn rất là rõ ràng. Với mức giá bán cho chiếc Toyota Land Cruiser Prado VX 2.7 2020, hiện tại em đang chào anh chị và các bạn với mức giá là 2 tỷ 100 triệu. Em còn rất nhiều các mẫu khác, anh chị và các bạn hãy liên hệ kết bạn Zalo với em sẽ gửi thông tin cụ thể. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại.